các bạn đang nghe podcast báo phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh được phát trên phunuonline.com.vn, Spotify, Apple Podcast và Google Podcast. Bệnh nhân méo miệng, đột quỵ gia tăng vì trời lạnh. Hà Nội đang bước vào đợt lạnh sâu nhất trong năm. Thời tiết khắc nghiệt khiến số bệnh nhân mắc nhiều căn bệnh như méo miệng, đột quỵ gia tăng. Bác sĩ Đoàn Văn Phúc, trưởng khoa thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho biết, mỗi ngày, đơn vị này tiếp nhận từ 3 đến 5 bệnh nhân bị liệt dây thần kinh số 7, trong đó có cả người già và người trẻ. Các bệnh nhân đều đến bệnh viện trong tình trạng mặt méo, miệng méo, không khép kín được mí mắt. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này hầu hết do sự chủ quan của người bệnh, đặc biệt là người trẻ. Có trường hợp bệnh nhân đi tập thể dục buổi sáng nhưng mặt không đủ ấm. Có trường hợp mở cửa, đột quỵ sau khi thức giấc, khiến liệt dây thần kinh số 7. Bác sĩ Đoàn Văn Phúc khuyến cáo mọi người cần mặc ấm trong điều kiện thời tiết lạnh, tránh tiếp xúc khí lạnh đột ngột. Trong điều kiện rét đậm, rét hại, nhiều người không cần thiết phải tắm hàng ngày. Nếu tắm, cần phải lau khô người, mặc quần áo ấm trong nhà tắm trước khi ra ngoài. Tại Bệnh viện Tim Hà Nội, số bệnh nhân đột quỵ, nhồi máu cơ tim, tăng huyết áp v.v. cũng gia tăng. Các bác sĩ lý giải, vào những ngày trời lạnh, cơ thể dễ bị hạ thân nhiệt, khiến tim phải làm việc nhiều hơn để giữ ấm. Điều này làm tăng khả năng nhồi máu cơ tim ở những người vốn có sẵn yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, đái tháo đường, hút thuốc lá, v.v. Bộ Y tế vừa có văn bản gửi các địa phương đề nghị phổ biến kiến thức, hướng dẫn, khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống rét. Trong đó, đặc biệt lưu ý người già, trẻ em, phụ nữ mang thai là những nhóm dễ chịu tác động, không nên ra khỏi nhà từ lúc 9 giờ tối tới 6 giờ sáng. Đồng thời cảnh báo để người dân biết và phòng tránh các tai nạn do sưởi như bỏng và đặc biệt phòng chống ngộ độc khí độc do sưởi ấm bằng than, củi trong không gian kín. Một nghiên cứu mới ở Mỹ cũng cho thấy nếu bạn khó đi vào giấc ngủ hoặc ngủ không sâu, thức dậy quá sớm trong hầu hết các ngày hoặc có các dấu hiệu mất ngủ khác sẽ dẫn đến nguy cơ bị đột quỵ cao hơn. Theo kết quả nghiên cứu trên 31.000 người không có tiền sử đột quỵ trong 9 năm, các nhà khoa học Hoa Kỳ cho biết, càng có nhiều triệu chứng mất ngủ thì nguy cơ mắc bệnh càng cao, đặc biệt là người dưới 50 tuổi. Nghiên cứu lưu ý rằng nguy cơ đột quỵ thường cao hơn ở những người lớn tuổi có nhiều vấn đề về sức khỏe. Các triệu chứng mất ngủ có thể bao gồm khó đi vào giấc ngủ, thức dậy trong đêm, thức dậy quá sớm vào buổi sáng, cảm thấy không được nghỉ ngơi đầy đủ, ngủ ngày, lo lắng, trầm cảm và cáu kỉnh. Lo lắng về giấc ngủ, gia tăng sai sót hoặc tai nạn, khó tập trung hoặc chú ý. Có nhiều liệu pháp có thể giúp mọi người cải thiện chất lượng giấc ngủ. Vì vậy, việc xác định vấn đề giấc ngủ nào dẫn đến tăng nguy cơ đột quỵ có thể cho phép điều trị sớm hơn và có thể giảm nguy cơ đột quỵ sau này. Trước đó, một nghiên cứu đã phân tích dữ liệu của hơn 4.500 người cho thấy kết quả tương tự đối với các rối loạn giấc ngủ khác. Kết quả cho thấy những người ngủ ít hơn 5 tiếng mỗi đêm có thể xảy ra chứng mất ngủ, có nguy cơ bị đột quỵ cao gấp 3 lần so với những người thường xuyên ngủ đủ 7 tiếng, mức tối thiểu được khuyến nghị cho người lớn. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, ngủ quá nhiều cũng có vấn đề. Ngủ trung bình hơn 9 tiếng đồng hồ có liên quan đến nguy cơ đột quỵ tăng gấp đôi. Ngoài ra, chứng ngưng thở khi ngủ, tình trạng ngừng thở nhiều lần trong một giờ có liên quan đến nguy cơ đột quỵ tăng gấp 3 lần. Ngáy hoặc khịt mũi cũng là những yếu tố nguy cơ. Những người ngáy có khả năng bị đột quỵ cao hơn 91%, trong khi những người ngáy có nguy cơ bị đột quỵ cao gần gấp 3 lần so với những người không ngáy. Bên cạnh đó, ngủ trưa cũng làm tăng nguy cơ đột quỵ. Những người ngủ trưa trung bình hơn 1 giờ có nguy cơ bị đột quỵ cao hơn 88% so với những người không đột quỵ. Tuy nhiên, nghiên cứu cho biết, việc ngủ trưa theo kế hoạch dưới 1 giờ không liên quan đến việc tăng nguy cơ đột quỵ.